Vụ tai nạn được nhắc tới xảy ra vào sáng ngày hôm qua ngày 9 tháng 11 tại ngã tư giao nhau giữa quản lý 91 với đường Lý Thái Tổ thuộc khóm 7, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang, đã khiến ít nhất 4 người bị thương, trong đó có một cháu bé bị thương nặng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế Phan Quốc Bảo, 34 tuổi, quê Hà Tiên, Kiên Giang, chạy xe tải trên quản lý 91, hướng Dàm Cống đi Châu Thành. Khi tới đoạn ngã tư này thì bất ngờ tông hàng loạt các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, nằm ngổn ngang. Một phần vụ việc đã được camera an ninh của khu vực ghi lại được và ngay lập tức nhận nhiều chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội. Xe tải đâm hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ.